Xem ngày tốt cắt tóc tháng 1 âm lịch Thần tài ban lộc đếm tiền mỏi tay Vận may tài lộc ồn ồn kéo đến Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông Quý vị thân mến, ông bà xưa có câu Cái răng cái tóc là góc con người Ý nói rằng răng tóc tuy chỉ là cái chi tiết nhỏ thôi Nhưng nó lại gì là cái Tạo nên cái vẻ đẹp riêng Thể hiện cái phần nào đó với cái tính cách bên trong của con người Vì vậy, bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều nên giữ gìn cái hình thức bên ngoài. À, cái cắt tóc là một cái hành động nó diễn ra hàng tháng theo một cái chu kỳ nhất định có thể là hàng tháng hay là hàng tuần hay là gì nửa tháng cắt một lần đó. thì mỗi cái máy một cái máy tóc nó hợp với một cái khuôn mặt khác nhau nó có tôn lên một cái vẻ đẹp và cái nét đẹp riêng của mỗi người. À, trong cái việc cắt tóc ấy thì cái ngày nào cắt tóc nó cũng mang lại nhiều cái may mắn cho gia chủ khi mà quý vị chọn được những ngày tốt là nhất. trong chương trình ngày hôm nay ấy Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt cắt tóc trong một tháng 1 âm lịch để cho quý vị lựa chọn ra những ngày cắt lành nhất tiến hành công việc này cho được thuận lợi, may mắn và hành thông. Đó, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. À, lời đầu tiên, nhân dịp năm mới xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc vạn sự anh thông có một cái tết vui vẻ yêu thương cùng mọi người thân trong gia đình à, quý vị thân mến trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cùng tìm ra những ngày tốt cắt tóc trong cái tháng 1 âm lịch năm 2024 nó giáp thìn nhá à, đó đó thì quý vị biết ấy, cái tháng 1 âm lịch nó là tháng bính dần tháng bính dần tháng này là tháng thiếu chỉ có 29 ngày và trong cái tháng năm tháng 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 một âm lịch tháng riêng ấy tháng riêng nó có ba tiết khí nhá quý vị lưu ý có ba tiết khí cái tiết lập xuân nó khởi từ ngày mùng 4 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2 đúng không ạ? Tức là gì? Chúng ta chỉ đến ngày 18 này này. Tức là từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 Tết thì nó là gì? Nó sẽ là cái tiết khí của tiết lập xuân. À, tức là năm nay lập xuân đến sớm đấy, nó đến từ khoảng ngày mùng 5, ngày mùng 5 ngày hai mấy đấy, 25 25 Tết thì nó đã đến rồi. Ấy. À, tiếp theo là gì? Cái tiết tiếp theo tiết Vũ Thủy nó đến từ ngày mùng 10 đến ngày mùng 4 đến hết ngày mùng 4 ạ thì bắt đầu ngày mùng 5 nó chuyển sang tiết khí khác là tiết kinh chập đã như vậy là gì từ ngày 25 từ ngày 25 đến ngày 29 thì nó là tiết của tiết khí của tiết tháng 2 nhé tiết kinh chập nhé đã. và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tìm ra những ngày tốt trong cái tháng trong cái tháng riêng để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc thì để lựa chọn ra ngày tốt cắt tóc và giờ tốt cắt tóc ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào quyển sách là ngày tốt tuần thư đúng không? ngày tốt tuần thư thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách ngày tốt tuần thư bằng cách xin liên hệ trực tiếp với số zalo hoặc số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh nguyện sách ngày tốt tuần thư nhé. tự chọn cho mình những ngày tốt giờ tốt đây nhé cái số điện thoại để đây cho quý vị lựa chọn à, quý vị hãy mở trang trang 184 ra trang 184 chúng ta sẽ có các tiêu chí để chọn ngày tốt cắt tóc đó vì thế mà quý vị hoàn toàn yên tâm nhé có 16 tiêu chí này để chọn ra ngày tốt cắt tóc cắt tóc nó không phải là việc đại sự gì cho lắm nó là công việc thường thường ngày nên là nó cũng không có nhiều cái tiêu chí đó, vậy nên là quý vị cũng dựa vào đó để để chúng ta tìm ra những ngày cắt lành nhất, tiến hành công việc cắt tóc. thì đầu tiên bao giờ cũng vậy để chọn ra ngày tốt chúng ta cần phải loại bỏ những ngày xấu cần tránh và những ngày xấu cần tránh cần loại bỏ trong cái tháng trong cái tháng riêng ấy, bao gồm những ngày sau đầu tiên là ngày sát chủ ngày sát chủ thì nó sẽ là ngày tỵ và ngày tý đấy thì ngày tý là sát chủ dương ngày tị là sát chủ âm bao gồm ngày mùng 2 là ngày Ất tị này, đó. À, mùng hai mười bốn và ngày hai sáu hai sáu là ngày kỳ tị là ngày sát chủ tiếp theo là ngày tí ngày tí thì chúng ta sẽ có ngày gì ngày mùng chín nhâm là sát chủ này mùng chín và ngày hai là sát chủ nhé thì ngày mùng chín ta không dùng này hai không dùng này tiếp theo ngày xấu nữa mà chúng ta cần loại bỏ đó là ngày gì ngày thụ tử ngày thụ tử nó là ngày tuất nhá ngày tuất thì chúng ta sẽ có ngày mùng bảy là ngày canh tuất này 19 là 19 Nhâm tuất này. Tiếp theo đến ngày thứ 3 đó là ngày Tam Nương. Ngày Tam Nương chúng ta có ngày mùng 3 là ngày Bính Ngọ này, mùng 7 là ngày Canh Tuất này. Ngày 13 là ngày Bính Thìn này. Ngày 18 thì nó là ngày Tân Dậu. Ngày 22 là ngày Ất Sửu và cuối cùng là ngày 27 là ngày canh Ngọ. Đó là những ngày Tam Nương. Tiếp đến một ngày nữa là ngày Nguyệt Kỵ là ngày mùng 5 14 23, mùng 5 nó là ngày Mậu Thân này. Ngày 14 thì nó là ngày đinh tỵ này và ngày 23 thì nó là ngày bính dần này, nó rơi ngày nguyệt kỵ. Ngày xấu thứ sáu mà chúng ta cần phải bỏ đó là ngày nguyệt phá thì tháng này tháng dần dần thân tương xung. Tất cả những ngày thân bao gồm ngày mùng 5 mộ thân này, ngày 17 canh thân này và ngày 29 nhâm thân này, nó đều là ngày nguyệt phá, chúng ta bỏ nhé, loại bỏ nhé. Tiếp đến một ngày nữa mà chúng ta cũng cần phải xem xét đó là ngày nguyệt kiến. Nguyệt kiến thì nó là ngày dần ngày dần nếu mà có cutting tinh thì chúng ta vẫn dùng nhé còn không thì thôi tiếp theo là đến một ngày nữa là ngày gì ngày kiếp sát ngày tay sát là ngày người sát kiếp sát tay sát người sát thì kiếp sát thì nó ở kiếp sát nó ở hợi này tay sát nó ở tí và người sát nó ở xỉu như vậy ba ngày hợi tí xỉu thì quý vị cần phải lưu ý nhé hợi thì nó là có gì có kiếp sát này tí là có tay sát này và xỉu là có người sát mùng tám này vị trí là đến 21 này Kiếp sát này Kiếp sát Tai sát Đó, Và đến Nguyệt sát Tiếp đến là gì? Tiếp theo là ngày thứ 10 chúng ta còn lại bỏ đã Ngày Nguyệt hình, Nguyệt hình là ngày tị đúng không? Nguyệt hình là ngày tị thì ngày tị đã phạm Ngày sát chủ, ta bỏ qua rồi Tiếp theo đến ngày Nguyệt yếm, Nguyệt yếm là ngày tốt nhé Ngày Nguyệt yếm thì quý vị cũng không nên Tiến hành công việc cắt tóc, ngày tốt thì Nó là ngày tự tử, ta bỏ qua rồi nhé Và đặc biệt với việc cắt tóc ấy Đối về cắt tóc thì chúng ta kỵ ngày đinh nhé, tức là ngày 12 và ngày 15. Ngày đinh ngày 12 và ngày 15 thì ngày 12 là ngày ất mão này không chọn này. Đúng không ạ? Ngày 15. 15 là ngày mậu ngọ chúng ta không chọn. Kỵ ngày này. Thứ hai là kỵ ngày đinh. Ngày đinh chúng ta ngày mùng 4 này, ngày đinh mùi này. Mùng 4 này. Ngày 16. À, ngày 14 sẽ là ngày đinh tị và ngày 24 sẽ là ngày đinh mão. Đó là những ngày đinh mà chúng ta không không lựa chọn nhé như vậy là gì? Sau khi loại bỏ tất cả những ngày xấu cần tránh thì chúng ta sẽ chọn ra những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc. Thì trong cái tháng 1 ấy, đúng không? Thì cái ngày tóc tốt cắt tóc nó có ngày là gì? Có ngày đầu tiên là ngày giải thần. Ngày giải thần nó là ngày thân, nhưng mà do tháng 1 là tháng dần dần thân tương xung nên chúng ta cũng sẽ không chọn ngày này. Đấy. ngày thứ hai là ngày trực trừ, ngày trực trừ thì nó sẽ là ngày mão. Đó, kiến trừ là ngày mão. Ngày mão tháng 2 chúng ta sẽ có những ngày nào? đệ tân hợi này tí xỉu dần mão ngày 12 hai mão này ngày 24 là ngày đinh mão thì cũng không chọn được ngày nào đúng không ạ tiếp đây chúng ta chọn đến ngày có thiên đức và thiên đức hợp thì trong cái ngày này ấy, có thiên đức thiên đức hợp thì nó sẽ rơi vào những ngày nào đúng ạ thiên đức nó là ngày đinh thiên đức hợp thì nó sẽ là ngày ngày nhâm đúng không ạ thiên đức là những ngày đinh ngày đinh thì kỹ đã tóc rồi chúng ta chọn nhé tiếp theo là đến ngày người đức hợp thì nó là những ngày nhâm ngày nhâm chúng ta chọn có ngày nào không nhâm thì chúng ta có ngày nhâm tí mùng 9 này, sát chủ này. Mùng 9, 19 là nhâm tuất này và 29 là nhâm thân. Nói chung là không chọn là ngày nào. Tiếp đến là ngày có người Đức. Người Đức là những ngày bính. Ngày bính có ngày mùng 3 bính ngọ này, 13 bính thìn và ngày 23 là bính bính tuất đúng không ạ? Tiếp đến là ngày người Đức hợp thì nó là ngày tân. Ngày tân chúng ta xem có ngày nào đúng không? Ngày tân đó kỷ tân ngày tân ngày mùng 8 tân hợi có kiếp sát nhưng mà có gì có thiên có người đức hợp nên vẫn chọn được nhé nó là ngày tốt. Đó. Tiếp theo là gì? Mùng 8, 18 là Tân Dậu và ngày 28 là Tân Mùi. Như vậy ngày Tân Mùi này chúng ta chọn được này. Nó là ngày tốt này, ngày tốt thứ hai này. Đây là tốt đầu tiên này, đây là tốt thứ hai. Tiếp theo, chúng ta xét đến cái ngày nữa là có ngày có thiên xá, gọi ngày thiên xá là ngày mậu dần thì trong tháng này ngày mậu dần giáp bính mậu không có mậu dần. Như vậy thì ngoài hai cái ngày tốt này ra chúng ta còn ngày mùng 6 Tết nhé là ngày kỷ dậu này thì nó cũng tốt này. Đó là ngày tốt thứ ba này. Tiếp theo là gì? Ngày 11 ngày giáp dần là ngày tốt thứ tư này, nó cũng là tốt này. Đó. Tiếp đến là gì? Ngày 16 là ngày kỷ mùi nó cũng tốt này, tốt cho việc cắt tóc này. Đó, nó là tốt thứ năm này. Và ngày 20 là ngày quý hợi, nó là ngày tốt thứ à, ngày quý hợi có kiếp sát. Nhưng mà quý vị cũng có thể cân nhắc nhé, cân nhắc cắt được ngày này. Và ngày tiếp theo là ngày gì? Ngày Mậu Thìn, nó thuộc tiết kinh chập. Đó. Thì là nó cũng là ngày tốt nhá. Tết thứ thứ 6 này. Đây ngày tốt thứ 7 đây. Đó. Đó. Đó là những cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc. Cắt tóc cạo râu trong cái tháng trong cái tháng 11 âm lịch thì ngoài ra cái ngày mùng 1 Tết là ngày tốt đấy nhá. Tốt nhưng mà gì? Nó là mùng 1 Tết thì của chúng ta kiêng kỵ nhá. Kiêng kỵ không nên cắt tóc. Mùng 1 thường người ta còn kiêng H chi là mùng 1 Tết đúng không ạ? Đó như vậy là gì? Tử Thông đã vừa sử dụng cái quyển sách ngày tốt tuần thư để tìm ra cho quý vị và các bạn những ngày tốt cắt tóc trong cái tháng 10 tháng 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 1 âm lịch ấy, năm 2024 năm giáp thìn đúng không ạ? Và quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách ngày tốt tuần thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số Zalo hoặc là số điện thoại 0989 34 9119 nhá để tìm quyển sách ngày tốt tuần thư. Bên cạnh đó thì sau khi chọn giờ tốt xong thì quý vị cũng có thể là gì? Chọn ra cái giờ tốt. Đấy, ngày tốt thì phải có giờ tốt đúng không ạ? Làm vào giờ nào? Thì quý vị có thể lựa chọn cái giờ tốt theo cái sách ngày tốt tuần thư ở trang 127 ấy. Cách chọn rất đơn giản đúng không ạ? Gặp hai cát tinh thì tốt, một cát tinh một hung tinh thì là trung bình. Gặp hai hung tinh thì nên tránh. Tức là gặp hai hung tinh ấy, và không có cát tinh thì nên tránh đúng không? Hoặc là gặp một hung tinh mà không có cát tinh thì chúng ta cũng nên tránh nhá. Đây ví dụ đây ví dụ chúng ta chọn ra ngày giờ tốt của ngày giáp dần nhá. Ngày giáp dần là ngày 11, ngày 11 giáp dần. Thì ví dụ ngày giáp dần xem chúng ta xem có giờ nào tốt nhé Chọn chung cùng quý vị bằng cách sử dụng cái quyển ngày tốt tuần thư này. Thì ngày dần đúng không ạ? Thì chúng ta có giáp dần là ở trang thứ 140. Ở trang 140 nhé, trang 140. Đó. Thì nó có giờ giờ tí có thanh long này, tuần không này thì là giờ trung bình này. Giờ xỉu thì có thiên ất này, tuần không là giờ gì cũng là trung bình này. Giờ bính dần là có có nhật kiến này và có thiên hình này, nó cũng là giờ, giờ trung bình nhá Đinh mã là giờ xấu rồi, vì nó có chu tước. Đó. Và gì? Mộ thìn thì nó có kim quỹ, như vậy là gì? Giờ thìn ấy, giờ thìn tức là 9, 7, 7 đến 9 giờ thì nó là giờ, giờ tốt nhé trong ngày giáp dần này thì có 7 đến 9 giờ này là giờ tốt đầu tiên này thì nó có kim vĩ hoàng đạo là tốt này giờ tỵ thì cũng tốt nó có bảo quang có như có nhiệt hại nên ra là không dùng được còn giờ ngọ thì có bất ngộ và bạch khổ thì cũng không dùng nhá à giờ mùi thì có gì có thiên ất và có ngọc đường đấy như vậy là gì từ 13 giờ đến 15 giờ chúng ta cũng dùng được tiếp theo là gì giờ thân thì có nhiệt mã và có triệt không giờ dậu thì có thiên quan và có triệt không à giờ tuất tức là gì từ 19 giờ đến 21 giờ thì chúng ta cũng dùng được đó như vậy trong ngày giáp dần ấy, ngày giáp dần thì chúng ta có 3 giờ tốt là 7 đến 9 giờ 13 15 giờ và 19 mươi 21 giờ thì tùy theo việc làm ngày làm đêm mà quý vị có thể là chọn ra những cái giờ phù hợp nhất đúng không? và cái ví dụ như là giờ kỷ tỵ này quý vị muốn làm giờ tỵ cũng được nó là giờ trung bình nhé nó không được đánh giá là tốt và trung bình thì quý vị có thể dùng được nhé những cái bên nào mà có một cát một hung ấy, thì quý vị có thể là dùng được đó còn nếu mà có hai hung hoặc có một hung mà không có cát thì chúng ta cũng sẽ không dùng đó đó là cách chọn giờ của ngày tốt tuần thư thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách ngày tốt tuần thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số zalo số điện thoại là 0989349119 34 nhé để tiến hành cho được thuận lợi và may mắn à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc trong cái tháng trong cái tháng tháng tháng, tháng riêng tháng 1 âm lịch ấy trong tháng 1 chúng ta có 7 ngày tốt để cắt tóc nha 7 ngày tốt vậy nên quý vị cũng khá là khá là nhiều lựa chọn đấy cho nó tốt nhất là gì? Ngày mùng 8 là ngày Tân Hợi và ngày ngày 28 là ngày Tân Mùi. Đấy là hai ngày tốt nhất trong tháng để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc trong cái năm ngày trong tháng 1 năm 2024 là giáp thìn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Và xin cảm ơn.